Xin chào các bạn đang xem kênh Hoa Bằng Len. Các bạn có biết đây là hoa gì không? Đó là bông hoa đậu ngọt mà mình đã vừa móc từ những sợi len đấy. Để biết làm sao có thể móc được thành một bông hoa đậu ngọt như thế này, mời các bạn cùng đón xem trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nhé. Để móc được một bông hoa đậu như thế này, các bạn cần chuẩn bị cho mình màu hồng, len xanh lá cây, kim móc đầu 3.0, kim khâu, kẽm, một đoạn kẽm để cho vào phần hoa, một đoạn kẽm để làm cành. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn. Đầu tiên, các bạn tạo cho mình một vòng tròn ma thuật. Các bạn lên hai bính. Móc vào vòng tròn này là 5 mũi nửa kép. Sau đó các bạn rút dây. Các bạn lên cho mình một bính. Các bạn quay lại, móc vào chân đầu tiên này cho mình là một mũi đơn. Cùng chân này các bạn móc thêm cho mình 3 mũi nửa kép nữa. Chân tiếp theo các bạn sẽ móc cho mình là một mũi kép đơn này. Lên một bính, móc tại chân này vẫn là một mũi kép đơn này. Lên một bính, móc xuống một mũi kép đơn nữa. Cùng một chân nhé. Sang đến chân thứ ba. Chân thứ ba các bạn sẽ móc cho mình là một mũi kép đôi này. Lên một bính, móc thêm một mũi kép đôi. Lên một bính, móc một mũi kép đôi thứ ba. Lên một bính, móc một mũi kép đôi thứ tư. Lên một bính, móc một mũi kép đôi thứ năm. Cùng một chân luôn nhé. Sang đến chân thứ tư. Chân thứ tư các bạn sẽ móc là một mũi kép đơn. Lên một bính, móc thêm một mũi kép đơn. Lên một bính, móc thêm một mũi kép đơn nữa. Sang đến chân thứ năm, bạn sẽ móc cho mình là 3 mũi nửa kép này. 1 2 3, móc thêm một mũi móc đơn nữa và mình đã được một cánh hoa như thế này. Sang đến cánh thứ hai, các bạn lên hai bính này và các bạn đếm nhé. Ở cái vòng tròn này là có 5 mũi nửa kép, các bạn sẽ đếm này. 1 2. Các bạn sẽ móc vào mũi nửa kép thứ ba nhé. Một này, hai này, ba này. Các bạn sẽ móc vào mũi nửa kép thứ ba này. Các bạn sẽ lấy len qua cái chân, móc lên đây là một mũi đơn. Sau đó các bạn lên cho mình là hai bính và các bạn móc vào cái chân
cái chân lên bính vừa rồi ấy, các bạn móc cho mình là 5 mũi nửa kép. Một, hai, ba, bốn, năm. Sau đó các bạn lên một bính, quay lại và móc tương tự như cái cánh hoa vừa rồi các bạn vừa móc nhé. Ở chân đầu tiên là một mũi đơn và 3 mũi nửa kép. Chân thứ hai là một mũi kép đơn. Lên một bính, móc thêm một mũi kép đơn. Lên một bính, móc thêm một mũi kép đơn. Sang đến chân thứ ba, các bạn móc một mũi kép đôi. Lên một bính, móc thêm một mũi kép đôi thứ hai. Lên một bính, móc thêm một mũi kép đôi thứ ba. Lên một bính, móc thêm một mũi kép đôi thứ tư. Lên một bính, móc thêm một mũi kép đôi thứ năm.